Ca khúc này của một nhạc sĩ, cuộc đời người nhạc sĩ viết chỉ 3 ca khúc và sau đó đoạn này mất từ rất sớm. Mọi người cũng đã đoán được người nhạc sĩ đó là ai. Người ta nói rằng 3 ca khúc và trở thành những ca khúc bất hủ của nền tân nhạc viết về mùa thu năm. Vâng, đó chính là nhạc sĩ Đặng Thế Phong. Và với ca khúc Giọt Mưa Thu thì hội người yêu nhạc trẻ chúng ta cũng đã từng biết ca khúc này với những hát của Thanh Thúy ở Sài Gòn ngày xưa đã chính là khơi gợi cái nguồn cảm hứng để Trịnh Công Sơn viết nên ca khúc Mưa Thu khi thấy tiếng hát của Thanh Thúy rơi xuống khi đi hát lễ tiễn biệt người mẹ, và Trịnh Công Sơn cảm xúc viết nên ca khúc đổ lại như một mình. Vâng, Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong chết do chị Hạnh Nguyễn trình bày. Xin mời chị Hạnh Nguyễn. Thank you.
nào